Đây là set thứ hai giữa Bùi Phạm Quốc Huy và Bùi Thiên Phú. Ở cái bạn đó Vương muốn với thằng Thương chặn nó cũng không ra. Thương Vương muốn với thằng Quang đó. Cho thằng Phương nó thở 5 phút. Vậy nó không muốn mở đâu được. Anh đọc lo đi, giờ nó giờ. Vô luôn đi anh. Bàn 1 bảng A tiếp tục trận đấu giữa đại chủ Nguyễn Phong Phương và cái vợ khách mời Huỳnh Thái Quang. Tú đi đâu vậy anh Tú? Anh đợi chút anh Tú. Anh đợi tí rồi mới tới anh Tú. Đợi tí Tú ơi. Đợi đâu ơi. Đâu tới khuyên được. Đợi anh Tú đợi chút anh làm gì thay đồ thay ná vô. Phải đợi chứ chưa hết dọn quá. Làm gì mà dội quá vậy? Ờ, tham lắm á. Đợi tới đi, Tú đợi đi. 46. Bốn bảy. Bảy năm. Tám năm. Anh phá này, anh phá nghe trời luôn à. 68. Bàn số 1 bắt đầu trận đấu giữa Nguyễn Thành Phương và Thái Quang. Số 1 không đều. Không có mà không được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xét thứ tư 3-5, 5-3 Vũ giao bóng. À, một quả đẩy góc của Huy. Nhớ chưa? Hai trái nha. 8 đều, xe thứ tư. Thấy sao? Vũ và Huy. Anh chắc hai được rồi. Thử đầu đi con, chơi luôn đi. Đúng, đúng. 8-9. Làm hết hồn mày. Vũ ơi, cố lên Vũ ơi. 9 đều. Vũ ơi, cố lên Vũ ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.